Rồi, ok. Còn bạn nào hỏi nữa không à? Bạn nào bữa nãy nghe nghe kêu cái gì đó? Thì em hỏi cái này xíu thầy. Hỏi thoải mái đi em ơi. Dạ. Các bạn phải cho tôi nói chuyện, không thì tôi ngồi tôi ngủ gục là các bạn không học hành được gì hết. Tôi nói chuyện xàm các bạn cũng học được nữa, vui lắm. Tương tác xíu đi các bạn. Dạ thầy, cho em hỏi cái này cho em bấm cho không Hay được quá thầy. ta. Cái phần chích ấy á thầy. Chích mạo phải không? Kỳ Dạ. ha. Ừ. Sao kỳ vậy? Chắc nào đố mèo nó bị. Bị gì em? Dạ nói chung là em nhắn vào không được hả thầy. Chắc không? Nó có cái lưới á thầy. Dạ. Chắc không? Dạ. Chắc không? Dạ thầy. Chắc không? Để vô coi coi, không phải công cụ đó đâu em ơi. Dạ. Em mở rộng cái đó ra đi. Em mở rộng cái đó ra. Mở rộng cái thanh công cụ ra. Rồi. Cái mũi tên nhỏ nhỏ ở trên kìa, em mở rộng ra thử coi, tôi coi coi nó còn sót cái công cụ nằm đâu không. Mũi tên nhỏ nhỏ ở trên đó em, trên cùng đó em. Trên cùng. Lít cái đây. Rồi. Cái chích màu đâu, em lít vô cái chích màu coi. Đây Cái này không phải cái chích màu mà ơi, cái này là nó màu Terrio. Chưa chưa, em đứng lại cho tôi đọc tiếng Anh coi, trời tôi giỏi tiếng Anh lắm. Em đứng im lại cái nút nãy coi. Cái nút chích màu á. 3D Materio Iris Button. Cái này không phải là chích màu rồi. Cái chích màu của mình là Iris Button không thôi, chứ không có Materio ha. Dạ. Chết cha rồi. Ủa rồi phiên bản này phiên bản số mấy vậy em? Để tôi coi coi nó nằm ở đâu trời. CS6 nãy đâu ra vậy? Quên cái Photoshop nãy đâu ra vậy? Dạ em lấy ở trên ấy luôn hả thầy, trên drive luôn hả thầy. Học đàng hoàng nha em. Rồi. Bây giờ em vô cái edit, menu edit. Rồi. Menu edit em ơi. Nào ta? Cái file đó trời, cái thằng này nó lướt đi đâu vậy ta? Phải. Đúng rồi. Em kéo xuống tuốt cái dưới. Tuốt cái dưới luôn, tuốt dưới cùng luôn. Tuốt dưới cùng. Mũi tên tam giác kẻ lít cho nó sổ ra. Đấy, sổ ra nữa, còn không? Cái gì vậy Cái gì ta? không thầy? Không phải. Phải. Chưa mà. Tôi có kêu lít đâu. Rồi cái tool bar đó thấy không? Em thấy cái tool bar không? Rồi lít chưa? Đây thôi. Con chuột em có vấn đề ha. Nó lag cái vậy. Rồi, em restore default giùm tôi đi. Cái nút thứ ba. Rồi. Rồi ok, em kéo xuống tí xíu coi. Cái thanh cuộn em kéo xuống đây. Nó có lại đó em. Rồi em đon đi. Em đon đi. Bấm nút đon. Rồi nó có lại đó. Dạ Đó, cái nút đó nó có rồi đó. Bấm nhẹ cái. Bấm nhẹ vô cái nút ok. đó để nó hiện cái menu con lên. Này Treo thôi. hả hưởng? Em treo hả hưởng? Tôi không thấy tín hiệu Dạ của đã em. có. Em nhấn vô cái nút đó đó, có menu con à, là nó có rớp ai đứng trên đầu à. Rồi đó đó. Ừ. Lít vô. Lít giữ Không chuột lít vô. được thầy. Được. À, Thằng này rồi thiệt rồi. tình, nó cãi tôi không mà thiệt tình đó. Đau À lòng. rồi thầy. Dạ, cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Được rồi ha. Rồi ok, cảm Dạ. ơn em. Khỏi cần cài gì nữa nha chưa. Máy Dạ. chạy ngon lành, phần mềm xịn. Chắc chắn không phải có. Em sắp hết pin rồi thầy nhanh nha. Ok, chúc em vui vẻ. Cúp điện ở Pin đây. cũ thì Cúp hết điện pin ở nghỉ đây. thôi. Còn đúng 100% à. Nè Ok, hết pin thì nghỉ thôi. thấy chưa Sao 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 nè, nó có gì đâu. nha. Rồi 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 để đó, bấm vô cái bánh xe cho tôi. Rồi bấm vô bánh xe. Rồi chọn on cho tôi. Đâu à, A A L L đó nè con. nè Ừ. không phải Bảy thì em Bảy nói luôn. bờ. Bấm bảy bờ. Rồi ok. Append. Rồi ok được rồi. Vô đó. Tìm đi. Đâu Nó vừa đi qua. đâu Em vừa đi qua. à, dạ Em dạ vừa đó. dạ 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 cảm ơn thầy.
được quá. Chúc em có pin rồi. Rồi chúc em vui vẻ nha, em nghỉ sớm nha, hết pin nghỉ sớm nha. Không, còn 8% mỗi ngày thì yên tâm. Thì yên tâm. Tôi có gì đâu, tôi không yên tâm trời. Con đường tình sự nằm đây, đèn khuya mắt đỏ, còn mờ dấu xưa, đường trần xuyên có hai đứa mình. Xe, các bạn nhớ nộp bài trên LMS nha. Ai vậy thầy? Đừng quên nha. Chắc em phải chắc. Rồi thấy rồi. Dạ. Rồi sao em muốn cái gì? Cái bông tiết này thầy. Ra phiêu một xong. À cái bông tiết đó đó hả? Dạ. Rồi em làm em vẽ lại đi. Em delete cái đó đi. Em delete layer đó đi. Rồi bây giờ em vẽ bằng cách là nhấn Alt em vẽ đi. Nhấn Alt vẽ. Shift cho nó đẹp cái bông tuyết. Vừa Alt vừa shift. Rồi ok được rồi đó. Di chuyển nó vô đi. Bấm phím mũi tên màu đen di chuyển vô. Tôi nói chỗ này từ từ mà ta. Mất thì vẽ lại em. Tại vì nó là một cái layer, hai đối tượng cùng một layer. Dạ. Rồi nhấn Alt vẽ. Bắt đầu kết hợp nhấn thêm shift nữa để cho tỷ lệ bông tuyết nó đẹp. Rồi đúng rồi đó. Rồi. Rồi ok. Không được rồi. Dạ. Nó ra hai layer là không được nha em. Ra một layer hả thầy? Em chọn layer đó rồi em vẽ. Rồi dạ, đúng rồi đó. Giờ vô coi. Đó được rồi đó. Dạ rồi. Dạ, em cắn thầy. Hai cái nó phải cùng một layer mới được nha. Dạ. Rồi